Dạ Linh xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Giờ này ăn cơm xong rồi, mấy anh em chú cháu cũng tiếp tục làm nhà cho anh Lưng nha. Thì mấy anh đã đóng xong kèo với đòn tay rồi. Thì chuẩn bị lập thiết nữa. Trời rất là nóng. Thì lên chút cái là xuống là không hết tới đường luôn. Alo. Đây là anh Cơi, thợ mộc. Thái Nóc Cơi, 31 tuổi, chưa vợ. Nó giá luôn hả? Người cực nhất. Tại trai trẻ cho nên là cực nhất. Còn Lưng thì khi nào thiếu người Lưng mới làm. Không mà Lưng sẽ chia sẻ như vậy nè. Chút nữa. 18 phút được về rồi. Bạn đi chơi chứ mà. Đi nhà cây nhưng rất là đẹp nha. Về cây đố rồi mình làm cây vuông hết á. Chỉ có cột là cột tròn thôi. Như bên mấy anh thợ làm kỹ lắm. Cho nên là mình nhìn thấy thẳng thớm đẹp. Tiếp tục có chú Chính Dừa đó nha. Qua thì mấy chú cháu đi chuyển nhà vô Kiên Giang đang mùng 9 dựng đó. Bữa nay dựng mùng 6 dựng nhà cây, cái mai dựng nhà kẽm mùng 7. Nếu mà theo tiến độ như bình thường là cứ 4 cái là 4 căn. Ý quên, 4 ngày là 4 căn chứ. Sáng giờ không xuống, này xuống rồi. Ôi, nghỉ uống nước chút đi. Xả nhiệt, xả nhiệt. Quá anh ấy. Lên trên đầu nó vuông cái này. Kéo được, kéo cái đó cũng uống chứ. Này. Đổ nó uống đi. Ừ. Ngông lấy ly giùm đây cho nhẹ, tao nghẹp ống kìa. Có đồ màu đen bắt màu đen luôn, đây coi. Rồi màu đen đây. Mèo mướp được không? Mèo đen rồi sao chứ. Chú chưa đổi được không? Chú chưa đổi nó bự quá. Đổi màu đen chú đổi. Gán này đi, chút em lên cho. Và nãy giờ thì mấy anh với mấy chú cũng đã đưa thiết lên lợp nóc rồi đó. Thì quá đông rồi cho nên là Lưng với Chánh cũng không làm gì được nên xuống chia sẻ với ông bà tiếp tục. Chạy hết rồi bao ơi. Nhà có bao lớn mà 9 người Chánh. Còn nhận ở khu vực này nhiều bà con ủng hộ với nhau thấy cũng vui. Mấy chỗ khác thì hình như là chỉ có đội từ thiện làm thôi. Giờ mình cùng đi vô nhà coi lúc mà có ton lên nhà mà có quét dầu cái đẹp. Vách phên đóng vuông vức đẹp không? Gạch lót rồi quét nhà rồi nhìn đẹp chưa? Bữa nay anh Quý thợ hồ là đổi qua nghề thợ mộc luôn rồi. Ừ.
Giờ thì mấy anh tiếp tục lọc cái máy kết ở phía trước. Còn chú Chính thì chuẩn bị bào cây mà đóng cái vách trước với lại cái vách buồn. Giờ mà chờ đợi ra cân chỉnh nữa. Mấy chú làm rất là kỹ. Không phải mình cho mà mình làm sơ sài. Tại vì cái cách cho hơn là của cho. To nớp viền hai bên nha ông bà. Mấy chú giờ đã làm xong cái phần mái trên này, giờ dồn xuống dưới ăn là làm vách buồn với cửa trước với lại cái trái một bên cho anh chồng của anh Lưng luôn. Rồi kìa, có khoan nè. Không được, cái hiệu hả? Dạ. Cái này là nhóm lên nó quặn rồi đó. Đâu đông nó thì đông đình cho nó. Để ba chơi đó. Bà cô chú anh chị nãy giờ chưa không có thấy Trang là biết Trang ở đâu không? Để anh Linh dắt ông bà đi coi. Đây. Ra chạy vậy. Ba đi đâu ra chạy luôn. Cũng lâu dữ lắm rồi mới gặp cảnh này nghe ông bà cô chú. Không biết gọi lại cái hình ảnh tuổi thơ gì mà lại đây ngồi góc dừa nè. Ôi em ơi. Đang ngồi cao mấy em nó chở lon mà khôn lắm. Nó bó chân bay nè. Đặng mà dạ. Có trống cái là cũng không có vô cái mặt phải không? Đúng cái như bà bành cái mặt bành luôn à. Nó bắt rồi kìa. Nó trong chùa trong mấy rồi kìa. Nó bị bắt rồi kìa. Ông bắt nó. Coi sao con ông bắt nó. Nó bị vô cái tụng đó kìa. Thôi đi vô phần nó thoa phan cái banh cái mặt. Rồi coi em cũng đi luôn, nó phan banh mặt em luôn á. Vui ở quê vui quá.
nhớ lời về hồi trước nhỏ. Dạ, dạ ông bà cô chú ơi, tuy là đi làm nhà thiệt nhưng mà mấy chú làm á, trời nắng nóng này mấy chú kêu chen kiếm chỗ lủi đi, chứ ra đây gặp mấy em chơi cho lon vui lắm bà cô chú. Nhớ lời tuổi thơ mình á, chỉ có những trong như thế này, trong đồng trong ruộng này mới còn cái trò chơi này thôi. Chứ đa số chăm thấy bây giờ ngay cả con chen luôn, mỗi em một cái điện thoại là cứ bấm suốt, đâu có ai chơi gì đâu. Vì người ta mới gọi là tuổi thơ nè. Ba đi về nha. Vui ghê luôn á. Anh có nghe máu cam này là anh biết địa địa rồi đó. Anh biết yêu đương rồi đó hả? Không biết địa địa. Bây giờ thì để Trang lại Trang chia sẻ tiến độ làm nhà cho ông bà cô chú mình biết ha. Ông bà cô chú ơi, nãy giờ thì con đi coi mấy em chơi chỗ lon. Nhà thì giờ này đã lợp xong rồi đó ông bà cô chú. Mấy anh đã gắn cửa xong luôn rồi. Làm cửa buồng thì cũng đang đèm rồi đó ông bà cô chú. Cửa buồng này thì con dựng thiết thôi nha. Thật đổ con à chú. Đi đọc nhắn chát. Đi đắng chỗ lon mấy đứa cũng vui lắm á Lâu Kê. Mà em xem nhưng mà em phải núp nha. Núp cái chân cái dừa nó có chọi cũng không vô mặt. Quá cứ nhà này là nhà người biết. Còn có giờ có cái nhà này là dân người rất là thêm dữ vậy chứ. Mà lên ra không lên tới nhà này 9 người luôn á. Có lý không? Ra không được lên luôn à. Không được, không có được. Lợi cũng miệng chứ không ai ngủ ra chứ không ngồi được. Trời cũng có chỗ. 9 người luôn hay. Lên 9 người luôn hả? Ờ. Nhà đầu tiên lên 9 người luôn hả? Cũng muốn làm cho mau á, lên cho đông. Tại vì bây giờ biết sao người ngồi chỗ bắn cho mau chứ nắng nóng quá trời mà. Thiết này 2m4 nha. 2m4 luôn đóng lên 2m4 đây chừng ông Phan là vừa rồi. Nắng này rồi lên bò tới bò lui hồi lật ngang. Nhưng mà đỡ con cái là dựng lên là ngồi trong đây nó mát này chứ để ông ngoài trời mà chưa dựng đó ha. Ngắt ngay luôn. Đi con đem theo mấy em bát đồ này có cái này mình đỡ nguyên trái đi chị ơi, ai ăn thì ăn đi ha. Chứ mình sắt ra người ta tay chân tay dơ ta ăn không được. Cái này mình cơ nửa này là cũng đủ rồi. Dạ thì theo dạ thì giống như cô Dượng á ở bên Úc á nói á, như với đội từ thiện của Trang đi là ở đâu làm á, mấy chú á đi làm ở đâu mà buổi trưa á thường sẽ ăn chay mà sẽ đói bụng thì Trang sẽ là người mua theo trái cây để mà những đồ ăn đấy quên cho mấy chú ăn kèm theo để hỗ trợ những chú cái đứa chú đói á. Dạ thì hôm nay con thay mặt cô với Dượng mua dưa hấu với lại chuối làm mà cô chú. Cô với Dượng ơi, cô Dượng biết cái này là cái gì không? Cái này là chuối nướng miết. Cái này là con khoái ăn lắm nè, sao mà bé nó đi mua ghê thật. Ăn một trái nên thôi là no rồi. Dạ con thay mặt cho bên tổ từ thiện cảm ơn cô Dượng rất là nhiều ạ. Đóng đi đóng cho nó dính đi hả cái. Bây giờ là mẹ mẹ dưa hấu mẹ nó rửa lên là mình gọt rồi à. Gái ơi con ơi mình không có cần nào đó đâu, mình gọt rõ rồi con hàng đâu. Mình gọt rõ mà bé đi rửa tội nghiệp không xuống sông rửa. Đây, em đi coi. Không ăn thì nó ăn miếng cho mát đi anh, trời nóng quá mà. Đây anh ơi, anh nghỉ tay ăn miếng dưa hấu đi anh. Anh ăn dưa hấu đi rồi hả lên anh. Nè ăn cho nó mát đi. Chú ăn miếng đi chú. Nè ăn miếng cho mát đi nè. Lâu lâu. Anh ơi, ăn miếng dưa hấu đi. Tập bảo con ạ, mà chú đó ăn miếng cho em đâu. Không làm ăn không ngon. Mà đi đưa đường đưa hai cho em. Ngày gần xong rồi, ông bà cô chú anh chị ơi. Còn chút xíu là xong rồi. Đây, 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 đây. Biết rồi nè. Rồi, hướng nhau ông chạy nó về, nó về ha. Rồi, 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 xin tưởng sợ không kịp là ngày mai không có kịp làm thứ này cả nhà nữa, nhưng mà không ngờ là giờ này mấy chú làm gần xong rồi mà chị chú anh chị ơi.
Anh coi cắt qua này nè anh. Coi cắt miếng miếng là vừa đó. Nguyên miếng nha, miếng đó đắp vô nó mới vừa. Miếng đó không đắp rồi đó. Bọc qua không tới vậy đó, tới mét mấy lần. Dạ, cái nhà còn cái bệ cửa ăn trước với bên đây nữa là xong rồi đó bà cô chú ơi. Còn cái trái thì từ đây tới chiều mấy chú tranh thủ làm cho xong. Nhưng mà không xong thì mai làm tiếp. Cái nhà thì quan trọng, cái nhà thì đã làm xong rồi bà cô chú. Đây. À, cánh cửa ông bà cô chú. Đây. Nhà rộng biết bao nhiêu luôn bà cô chú anh chị ơi, rộng bao la luôn. Rộng cả 48 luôn không? Nhà rộng 48 luôn bà cô chú ơi. Quá đẹp. Đây. Cái buồng rất là êm luôn. Làm có duyên không? Quá chừng có duyên luôn bà cô chú ơi. Cái cây này nó rỡ ra này nha ông bà, chứ không phải là để nguyên gì đâu. Cái cây này rỡ ra mà tại mình để chưa rỡ. Nãy chổi đang lên lợp mình sẽ ăn. Quá trời rộng luôn nè. Đẹp quá. Bên đây nữa cái chủ nhà cắt miếng vô gì đó. Ngang cái này để cái tủ quần áo luôn nè. Qua đây cái trái nè bà cô chú. Đây. Cái bên đây là vừa làm trái mà vừa làm vườn ngủ luôn được rồi. Rộng hơn thang luôn. Chặt quá. Đừng gì qua. Chặt là tại vì có người ta chặt. Tí nữa làm xong nhà về còn hai vợ chồng hai đứa con à, hết chặt rồi. Rồi. Kéo lên. Nhà đẹp không bằng? Đẹp. Đẹp không? Đẹp. Cái mấy điểm? Là 10 điểm. 10 điểm. À. Nhảy. Nhảy. Vui không? Vui không? Vui. Thôi đi. Cái này vào cái gì nữa. Có hai đồng tay mới ra đâu. Còn hai đồng tay nữa. Dạ ông bà cô chú ơi, thì bây giờ ngôi nhà cũng gần hoàn thành xong hết 80% rồi. Chỉ còn cái trái nữa thôi, rồi mấy chú cháu Trang sẽ cố gắng làm từ đây tới chiều cho xong. Còn video ngày mai thì Trang sẽ bàn giao nhà cho anh Luân với chị Út, rồi công bố số tiền những nhà hỗ trợ, những nhà hảo tâm đó ủng hộ ngôi nhà và số tiền mà Trang làm hết ngôi nhà luôn nha ông bà cô chú. Còn bây giờ thì Trang xin chào ông bà. Hẹn gặp lại video trên bàn giao nha.